Hi, hello mọi người, chào mừng mọi người đến kênh Thanh Nhã Vlog nha. Thì hôm nay Nhã có nhà mình đem máy quay ra đưa cho mấy đứa quay. Thì mình ra tới đây thì mình phát hiện có ba con heo đang ngủ nha mọi người. Thì nó lại rất là sớm nha mọi người. Thì có ba thằng nó lại. Thì bữa nay Nhã với thằng Danh nó hơi quá. Bữa nay mình tính chầu hết nguyên tem luôn. Mà ai còn ba nó thôi, mình chơi ba nó luôn. Thì mọi người thấy cúp đầu mình đã lấy cái điện thoại đó là mọi người đã biết hiểu tới chuyện gì rồi phải không? Nếu mà mọi người muốn biết chuyện gì thì mọi người hãy xem hết clip này nha. Rồi đó mọi người, thì giờ mình cũng đã chuẩn bị hết nha mọi người. Đây là cá, còn đây là nồi lẩu, còn đây là điện thoại của ba thằng kia. Thì giờ mình để click kiếm chỗ đây điện thoại đi. Này điện thoại của sang nhau mọi người. Này là của con Toàn. Đây là của con Dẹo. Thì mình sẽ nấu lẩu cho nó ăn nha mọi người. Thì để mình đi đặt. Thì để mình đi đặt góc quay cái nhau mọi người. Mày ơi, có chuyện rồi, có chuyện rồi, chạy cái gì vậy em, chạy, có chuyện rồi, gì ba, xuống lẩu mà, chỗ ngủ ở vậy, lẩu là cá lớp, chim cá hồi cá lưới mà, cá lớp, chim cá hồi cá lưới, cá chim mà, được không, cá gì không, sao không mày cũng như á, vậy gì vậy ba. Đi ăn chơi cái giấy gì rồi nháo. Còn nghe người ta nói gì rồi coi có ăn không? Được không? Đủ cảo mất ra nó đi vô mặt nữa ba. Ba cũng ăn được cái đuôi nó không cắt cái gì. Người ta dạy vậy như vậy. Tại vì người ta nói vậy đó. Cũng có để đi vô mặt cái gì. Vô mặt đi là anh em giúp cho ăn. Ê này ba có tấm lòng tốt nấu cho mấy đứa ăn. Mấy đứa nói gì là người ta buồn lắm biết không? Để đi thay giờ nha. Đợi xíu. Vậy? Cá đi. Mình gọi gì mà? Cái còn nguyên con kìa ba. Mày biết có làm sao mày ăn vậy đi. Nó ăn hổ gì trời, ghê mẹ. Ừ. Nó ăn hổ cá. Tôi đi thấy gà rồi đó. Xong làm cái chén mắm cá vậy. Làm cái chén mắm nữa. Không, nước đổ lên, đừng mất chân rồi. Mày ra mà. Làm cái chén mắm chạy cá rồi. Làm gì ba? Gì? Rau ở rừng. Ta thấy mà, anh em vô này đi. Sao không chạy cửa? Rửa mãi rồi. Mét gì? Bà ơi, vô coi lẹ đi, bật lửa lên đi. Động lỗi. Mẹ sẽ dừng đợi cái nấu của bà luôn á. Thôi, mẹ đi. Mẹ đi. Muốn không đi. Chia đồ đi. Rồi. Còn riêng ở bao là khóc vai. Ba cái đồ mà lưu chưa hay. Má, không đi như vậy. Bỏ ăn là mình lại. Đi hỏi chồng nó bật lửa lên trời. Má không biết gì mà. Mà không biết đâu, đâu có lỗ tôi em rồi đó gì á. Mẹ hưng cái gì thôi, xui xui nó hốt chết nó bốn cặp luôn á. Tao mới lại là ai có tấm lòng tốt nấu lỗ cho anh em mà em nói vậy. Rồi rồi, tao sai, dạ cái đó là lỗi của tao. Để tao đập đầu vô cái ban công, tao xin lỗi mày. Lỗi mày đập đầu vô cái ban công, tao xin lỗi mày. Mày em ngươi là từ người báo nữa. À, lỗi là lỗi đi. Đừng chó đi. Á, mày nhớ cái gì, ngu mà chạy. Lỗi là lỗi đi. Cứ sao bỏ lỗi cho có cục lửa lên. Tao có biết đâu, tao có lỗi mà, tao có biết gì đâu. Mày nó hư rồi tiền mày đã. Ủa nó tự tiền là ai biết đâu. Tự họ chống nước mà chơi cứ chống được cái gì vậy? Bật lửa lên đó chứ. Có lẽ hậu này mẹ nó quay xuống mấy đồ. Chơi cứ đó, mình hỏi nó nóng cho nó hổ lên cái gì. Có biết sao luôn. Tao có biết
mày không biết gì mày cái điện thoại trong đây mày không biết gì. Ai biết cái điện thoại trong đây của ba thằng đây ai biết tao có biết gì đâu con. Cái gì chứ vậy mà tao nói lẩu thôi. Nó là có bị ngáo gì á. Đâu mày đụng nó lấy cái khùng cái gì á. Mẹ đụng nó còn tốt cái gì á. Mấy dù mấy dù mấy là cái gì của mà cái kỳ cọc rồi đó. Tụi mày đâu ạ? Thì vậy, không ăn uống gì chứ anh mệt rồi. Nói có mày ăn mày quen nói gì thôi. Mày nấu rồi đó. Mày nấu đèn quen, mày nấu mày nấu mày nấu mày nấu đó. Lấy nước xuống để đi gọi cho bông cái ca lên chứ. Nói này mấy cái gì hổ thư nữa nè. Cái chỗ nó bị ngáo, chứ đâu nó bị khùng không trời. Hai bông này thử là thơm. Sao kỳ cục cái chị? Nội tưởng gì như thế? Thì mọi người mình quay vậy em không biết mình có quá đáng lắm không nha mọi người. Ảo chó, sao chó. Thì không biết tụi nó có nhận mình không nữa mọi người. Thì mình sẽ dẫn đi uống nước mía để chút lỗi đúng rồi nha mọi người. Trước khi uống mía thì mọi người muốn biết thì mọi người hãy xem tiếp thêm cái tập tiếp theo nha mọi người. Trước khi uống mía là mình sẽ lấy khẩu trang của tụi nó hết. Đây là khẩu trang của ông Toàn. Này là cuồng dẹo. Còn đây nữa. Đây là khẩu trang của Huyền Sang. Thì mình để ba khẩu trang này mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Thì mình sẽ Mình sẽ mình sẽ hái cái gì kế bên mọi người. Cây ớt á mọi người. Cây ớt thì mình sẽ bẻ ớt. Ngắt ớt nè. Thì mọi người muốn biết mình làm gì những quả ớt này thì mọi người đừng vội vàng lướt qua nha mọi người. Dòng người vội vàng bước qua. Hãy ở lại chờ xem nha. Ớt nè. Thì ớt cũng mình bỏ vô trong khẩu trang xong nha mọi người. Thì bữa nay thử mình làm một ngày mình bị ngáo mọi người. Để xem phản ứng của nó ra sao nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kêu tụi nó đi uống nước mía. Bê ơi, nghe nghe nè, có chuyện nữa rồi, có chuyện nữa rồi. Nhớ nghe nè. Tòng Sang Dẹo ơi. Nghe nghe nè, có chuyện rồi. Mày làm gì nữa? Rồi hai anh kia đâu? Chậu kia đâu? Kêu ra giùm ơi. Mày sáng nhớ mày báo đủ gì á? Còn Dẹo đâu ta? Mặt căng nấy. Nghe đi hủ người ta dữ hoài. Đi uống nước không? Hết tiền rồi. Đi uống tại cửa. Hết tiền rồi. Đi đi. Tao nói hết tiền rồi nha mày. Tao bao. Trục lỗi xin lỗi. Mày có tiền mà bao. Có. Tao đang ngủ gì kêu vậy ha. Mẹ đứng ngồi vậy cho anh lỗi thiệt cái gì. Nên chơi chứ chẳng mấy anh em đi ăn chuột lỗi lại cho anh ba xin lỗi mọi người. Nha đi nha. Mày đi không nhìn. Mày bao đúng không? Bao. Ăn gì trả hết. Từng lượng phải bỏ chị. Ba báo chứ ba bao gì. Bao mà. Thấy không, mình hứa đi. Hứa. Dốc làm chó. Đi ăn đi. Tao không giỡn nữa đâu nha. Đi ăn đi. Mày trả đó. Tao trả mà.
Thằng này mày không chịu đeo khẩu trang vô mày. Đi vô đường, cái dịch bệnh tế mày không chịu đeo khẩu trang vô. Ủa? Gì vậy? Tao không biết chứ nè, tao đi vô à. Tao làm gì? Làm gì vậy? Có đâu? Mày chứ ai? Ừ, có. Có cầm đâu? Mấy người phải tính lớn ra cái miệng bằng tao. Thôi chừng nó hẳn là, tao cho tụi bay đó. Dạ. Mấy cái khùng cái gì rồi. Má mày định bình tĩnh đi, tao cho tao đi ngấu. Tao rất là bình tĩnh mà. Mấy sao đi chơi lấy con chèn chết vô gì vậy? Thôi giờ đi chơi đi, anh em mình uống trà sữa. Đi về mình đập đi, mình cút gì? Anh em mình uống đi uống trà sữa. Mình cút gì? Đập cái đi. Đi về luôn đi. Tự nhiên cái con đi về. Dẫn anh em uống trà sữa mà anh em nói vậy thôi. Mở cái bỏ luôn, anh em uống trà sữa gì nữa. Mấy kéo mấy ngu ngu à. Làm gì ngu ngu không à. Đây uống trà sữa. Này em yêu ơi tham gia. Đúng rồi, sữa. Nè. Em dạ. Cái mũi này bự nóng lên sưng sao vậy? Mày biến cái mày ai? Còn cái mỏ của này nó nhọn nè, không biết nó sưng lên nó sao nữa. Gai à. Không, mày ngéo mày con. Không. Má sao mày chơi ngu quá vậy? Chơi khô không chơi ngu đâu. Má sao chơi lớn chạy mày mỏ cái sưng kìa. Trời ơi, nấy. Ủa, sao không mày cho tao được? Tao cho mày nào? Gì? Ai cho mày? Mày cho tăng đã nè. Tao cho em con nhã nhanh đồ cho mày ăn chay cho mày. Ai biết là tao thấy trên lớp hai cái chơi mày chơi là biết đâu. Thì hai nó khôn hay bữa nay hai nó chơi không lại. Má sao không bỏ luôn nè. Má chơi chơi ngu không mà. Lớn rồi. Cái ba ơi bà ai. Má biết. Biết bớt bỏ không? Mọi người ơi. Thôi tụi nó cũng quạo mọi người ơi. Thì mình xin kết thúc một ngày áo mình tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, vui, hay để lại cho anh em một người đăng ký kênh. Mẹ một ngày áo. Một lần áo người ta cùng luôn à. Ý một ngày của mày rồi đó. Thì mọi người hay vui nhắn đăng ký kênh để giúp mình đạt những mong muốn mình kênh muốn nha mọi người. Thì còn bây giờ chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye kìa. Mỹ nha. Tạm bye bye mọi người tạm.